Hello anh em ơi, chiều nay em lên với anh em mấy món hàng VIP ơi. Em lên với anh em một cái chó đàn 2000 tháo xe cọp nha anh em. Một bộ điện quay thái hay là hai cây chẳng ba này đẳng cấp luôn. Hai cây chẳng ba này gã trên con xe, một cây là gã trên con xe cây này nè. Cây này là gã trên con xe đi đúng ô đô 16.000. Cây này gã trên con xe đi đúng ô đô 22.000. Là full đạn full chén theo xe luôn nha anh em, đạn theo xe còn VIP giữ lại cho anh em luôn nha, full chén trên chén dưới đầy đủ luôn nè, thấy không? Cái này mà anh em đi mua là 500-600 ngàn rồi nha anh em. Và một cây ghi đông sọ khỉ này tháo trên con xe đi chung với cây chẳng ba này nè. Nè, ghi đông sọ khỉ với chẳng ba này là một xe nè. Thì đầu tiên hàng gì em chào với anh em một combo IC Mobin chớp sạc gle đề quay thái hay là hai tháo xe đẹp nha. Combo này em tính cho anh em giá là 800 ngàn nha. IC Mobin chớp sạc gle đề quay thái 202 tách MB26 ha. Tẩu buri xéo giống như quay 110 luôn nha anh em. Tẩu buri xéo giống như quay 110 luôn nha, hơi bị đỉnh á, ở trong nó còn vàng ươm nha. Cửa còn luôn nha anh em. Đầu thun nó mềm mèo nha. Thấy không? Đó. Hơi bị đỉnh nha anh em. IC nè, IC với sạc là chung một con xe tháo xuống nha anh em. T2.9, T2.9 nha anh em. Combo này anh em gắn là chạy bao phê nha, gắn alpha rồi anh em chạy bao tới. Anh em thấy cục IC nó nhỏ chứ nó khác IC alpha mình nha anh em, chạy nhẹ xe dữ lắm. Dắt trắng phiếu nha anh em. Cục chớp là chớp giống như chớp như quay 110 nha anh em, Mitsubishi Thái Lan ha anh em ha. Cục gle đề cũng vậy nha, nó quá giống như quay 110 nha. Ôm rơm Made in Japan nha. Đây ôm rơm Made in Japan nha anh em. Một bộ này giá 800 nha, bao xài, bao sống, bao ngon anh em. Tiếp theo nữa em lên với anh em cái chó đèn quay thái 110 đời 2000 tháo xe cọp. Cái chó này giá mặn nha anh em. Anh em cùng em theo dõi nữa nè. Cái chó như cái chó tồn luôn nha anh em, mình mới mua được luôn. Ủa cái chó này tháo, cái chó này tháo trên con xe này nè. Cái chó 2000 này tháo trên con xe 2000 này luôn nè. Tháo trên con xe 2000 này luôn là đúng rồi, em mua được 3 món, cái chó, cây chẳng qua với cây ghi đông, đúng rồi. Như cái chó tồn luôn nha anh em. Kính không răng không trầy luôn nha anh em. Cực VIP nè, em nghiêng cho anh em coi. Cái chó cái thủy như cái thủy mới luôn nha anh em. Cái chó này 3,5 triệu nha anh em, nói chung tiền nào của nấy nha anh em. Anh em muốn hàng theo xe cọp là đẳng cấp nhất, em bao anh em, nói chung là hàng theo xe là đẳng cấp nhất. Khỏi có phản luôn. Đi cực gom cực sáng cho anh em mình. Bây giờ tôi nói anh em chó theo xe bây giờ anh em kiếm tầm này là nó chua lét chua lòm rồi. Đó. Lộn nha anh em, cái chó này 3,2 triệu nha, báo tầm 7. 3,2 triệu nha anh em chứ không phải 3,5 triệu nha, báo 7 nha anh em. Chấu móc là còn nguyên dạng hết nha anh em, không gãy không lỗi nha, ở dưới này cũng vậy nè nha anh em, con ốc nhưng ốc tồn như nè. Đó. Bao đỉnh nha anh em. À, chó này vô xe có 100 triệu á, VIP dữ lắm. Mã mọc đầy đủ nha anh em. Full mã. Chó theo xe mà anh em. Chó này chó 2000 anh em, chó 99 cái lồng này nó vàng hơn tí xíu nữa. Nói chung anh em mua đồ bên em cứ việc an tâm, đồ nào lỗi sao là em tả chính xác cho anh em hết à. Đẹp em nói đẹp, lỗi em nói lỗi à. Ba gạch này nha anh em. Mấy cái chó đời cao, tồn đời cao là chỗ này nè, nó đóng chữ N5, N4 tùm lum hết trơn á. Chó theo xe mà giờ cỡ này đi kiếm đâu ra anh em, như tồn. 3,2 triệu nha anh em. Tiếp theo nè. Cây chẳng ba tháo trên con xe ô đô 16.000 full chén cho anh em nha. Đây nè. Đây là vô bọc rồi nè, tại em mua là em đòi full chén, tại vì cây chẳng ba này, cây chẳng ba cọp em mua mắc lắm. Nói chung em bán cái giá này là chưa từng có trong tiền lệ, chưa ai bán chẳng ba giá này luôn. Đó, nhưng mà nó xứng đáng đồng tiền của anh em. Tại vì cây chẳng ba này á, trước khi mua là em đòi người ta. Cây chẳng ba này nó mới tháo lần đầu, trên xe là nó chưa tháo. Thì em đòi hỏi là người ta lắc qua lắc lại coi nó có sượng không. Nếu nó không sượng á, thì em mua giá cao, nhưng mà phải lấy luôn là chén với đạn cho em luôn. Đây nè, đạn là full đạn cho anh em luôn nè. Chén trên chén dưới luôn. Mà chén theo xe thì anh em để ý đi, nó sần nha anh em.
chén theo xe là nó sần, nó không có khuyết nha anh em. Chén theo xe là không có lúng nha, chén đẹp em mới lấy nha, chén cọp nha. Nè nó sần như nè, chứ nó không có bóng đâu. Anh em thấy không, nó sần vậy đó. Thằng này thì miễn chơi nha anh em, hai cái chẵn ba này đẳng cấp. Em bán mấy cây chẵn ba này là không có trong tiền lệ bán chẵn ba luôn nha anh em. Chưa ai bán được giá này đâu, em dám tuyên bố với anh em, nhưng mà em muốn chơi hàng từ đây đến Tết, em muốn chơi hàng đẳng cấp với anh em. Đó, chén đạn là bao đỉnh cho anh em nha. Mở bò đỏ theo xe còn luôn. Nè, anh em nhìn cây chẵn ba nè, sơn green nè. Anh em nhìn chịu nổi đâu, nó vip dữ lắm. Đó, mở bò đỏ của nó, nhà máy của nó đó. Đầy 2.000 anh em. Anh em nhìn sớ, vân sớ nè. Đó, chén trên, chén dưới. Nội mà cái bộ chén này không anh em đi mua 500-600.000 là rẻ đâu. Ừ. Mới tháo lần đầu nè anh em. Đỉnh khỏi bàn luôn nha anh em. Trung tâm này là đẳng cấp quốc tế nha anh em. Anh em vô xe cọp luôn. Đó thì nói chung thì tiền nào của nấy, tiền nằm trong túi anh em có quyền quyết định. Chẳng ba là sơn zin là đen thùi. Mã số 98. Dưới này chấm sơn chấm mực vẫn còn nè. Cây này giá 1.800.000 nè. Cây này nè, tháo trên con xe ô tô đi 16.000. Cây này đạn nè. Đó. Đạn rim theo xe em nhờ người ta lắc qua lắc lại, nếu mà nó mềm mượt ngon thì em lấy lại đạn, còn không thì bỏ đạn hết. Đó, mềm mượt ngon cho anh em xài đạn theo xe lại luôn. Cho nó vip. Đây. Hai cây này bán đồng giá 1.800.000 một cây. Full chén trên chén dưới đạn đầy đủ. Anh em nhìn anh em chịu không nổi đâu. Sinh viên nó khét dữ lắm. Chén nè. Không có lúng nha anh em. Bao anh em không có lúng nha, chén đẹp chén căng nha. Xe đã xe ô tô thấp không à. Đó. Ừ. Mới tháo lần đầu nha anh em. 1.800.000 một cây. Anh em chơi alo em. Này con sình nó che mất bà nó cái mã rồi. Nó còn đóng dơ nữa. Anh em về rửa ra nha, đất sình nó che cái mã rồi. Mực còn luôn nè, thấy ghê không? Cái cây này lên xe cọp mới đã. 1.800.000 một cây ha. Còn cây ghi đông này anh em nào mà chơi, anh em nào có điều kiện thôi chơi mẹ nó combo đi, ghi đông chẳng ba nó luôn. Anh em về khỏi phản luôn. À, cây ghi đông này anh em lấy giá tính anh em, nếu anh em lấy ghi đông với chẳng ba luôn á thì em tính anh em 3.000.000. Còn anh em lấy cây ghi đông không thì 1.200.000 nha. Ủa lộn, anh em lấy ghi đông này không 1.300.000 nha, còn anh em lấy ghi đông chẳng ba luôn là 3.000.000 nha. Đây anh em, nhìn nè. Cái cây cho cây ghi đông này miễn bàn. Như cây kiếm nha, nước sơn anh. Ốc tán là vàng khè. Như cây kiếm vậy đó. Đời 2.000.000 anh em. Như cái kiếm nha anh em, nước sơn rim đó. Nó đẹp cỡ đó đó. Bao vip cho anh em lên xe. Nước sơn rim mà đẹp cỡ vậy đó. Sò khỉ là như tồn. Râu ria đồ nguyên dạng hết nha anh em. Anh em chơi đi anh em, 1.300.000. Còn nếu anh em lấy ghi đông với chẵn ba luôn á là 3.000.000 đó. À, cái này anh em chơi đạn đạn chén zin thì phải đẳng cấp luôn, miễn bàn luôn anh em. Đạn chén zin theo xe luôn. Đó thì video mình nói chung nó cũng ngắn gọn như thôi chứ nó không có gì dài. Thì bây giờ mình nhảy vào mình gửi hàng cho anh em tiếp nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi nha.